Bí quyết tu hành ở đây đã nói với chúng ta chính là dừng tâm một chỗ. Đây là bí quyết. Ta phải nghe hiểu buông bỏ dạng duyên. Quý vị xem, đường chủ niệm Phật đường từ sáng đến tối, một câu khẩu đầu thiền không ngừng nghỉ. Buông bỏ dạng duyên. Nhất tâm xưng niệm. Đây là một câu của đường chủ. Buông bỏ dạng duyên là chỉ Khởi ý chánh niệm là quán Quán chính là niệm Phật Câu Phật hiệu này Niệm như thế nào? Tịnh niệm tương tục Tịnh là thanh tịnh Phải dùng tâm thanh tịnh Không hoài nghi, không xen tạp Gọi là tâm thanh tịnh Tương tục là không gián đoạn niệm liên tục từ câu này sang câu kia nhanh chậm cao thấp trì hoãn hay gấp gáp đều không quan trọng bản thân ta thích niệm như thế nào niệm thoải mái thì cứ niệm như thế nếu bản thân niệm nhanh Niệm một cách tự tại lại không biết mệt, hoan hỷ vô cùng. Đó chính là phương pháp hay. Những điều này không cần học người khác. Mỗi người căn tánh khác nhau. Nguyên tắc phải học Bồ Tát. Bồ Tát dạy chúng ta đôi nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục. Đôi nhiếp lục căng chính là buông bỏ tất cả những gì không cần xem thì đừng xem không cần nghe thì đừng nghe không cần nói thì đừng nói đây gọi là đô nhiếp lục căng buông bỏ tất cả tịnh niệm liền sản sanh như vậy mới có hiệu quả tâm thanh tịnh niệm phật không hoài nghi, không xen tạp. Niệm từ câu này sang câu khác. Niệm một câu Phật hiệu, một câu tâm. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm, niệm niệm Phật. Như vậy sao không hoan hỷ được? Thời gian lâu ngày, nếu phương pháp niệm này ba bốn năm đạt được niệm Phật tam muội đạt được niệm Phật tam muội không phải rất thâm sâu không phải nhất tâm bất loạn chưa đến nhất tâm bất loạn rất cạn không phải rất sâu nhất tâm bất loạn rất cạn giảng sanh thế giới cực lạc được tự tại muốn khi nào giảng sanh thì khi đó có thể giảng sanh Quý vị xem tự tại biết bao Có nhân duyên với thế giới này Chúng sanh nghe theo Thích nghe giáo huấn của quý vị Vậy thì ở thêm vài năm cũng không sao Muốn khi nào đi thì khi đó đi tự tại vô cùng ta ở trên thế gian này không dướng không bận vô ư vô lo ở trên thế gian này chỉ vì điều này giúp người có nhân duyên tính giải hành chứng thấy thiện căn phước đức nhân duyên của người có duyên này không tin giúp họ tin đã tin giúp họ hiểu đã hiểu giúp họ tu hành là người tu hành chân chánh giúp họ giảng sanh họ làm điều này ngoài điều này ra không còn gì cả